Con tôi bị tấn công đến nhập viện mà các anh cũng không tha cho nó à? Án tư gấp gáp, mong anh thông cảm. Vấn đề là con trai anh liên quan khá sâu đến vụ việc. Nếu như cậu ta không gặp sự cố thì chắc chắn vẫn phải đến cơ quan điều tra để làm thủ tục lấy lời khai. Chúng tôi sẽ tiến hành ghi âm để phục vụ công tác điều tra. Anh Long, anh hãy tường thuật lại những việc đã xảy ra. Tôi chỉ là nạn nhân thôi. Nạn nhân nào mà lại đi nhắn tin tình cảm với hung thủ vậy? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nhắn tin tà lừa nhau trên mạng xã hội là chuyện bình thường. Với lại tôi có mua bán dâm gì đâu. Chẳng không đến mức phải lên phường đúng không? Phải. Thời buổi tự do. Và lại con trai tôi không hề biết con bé kia là thủ phạm giết thằng Vương. Nếu các anh nhất quyết gán nó vào vụ này thì gia đình tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất để lo thủ tục pháp lý. Thời buổi thay đổi, nạn nhân bây giờ lại thành hung thủ. Chúng tôi có nhận được clip ghi lại cảnh sát hại Đặng Quốc Vương. Đối tượng gửi nạc danh, tình nghi thuộc một nhóm hacker có tiếng, tên là Dead Note. Liên quan gì đến tôi? Nếu tôi không nhầm, đó là đối tác làm ăn của City Boy các anh. Các anh mua thông tin từ đó để lôi kéo thành viên cũng như môi giới dự án. City Boy là do Vương đứng tên. Tất cả giấy tờ là do Vương ký. Kể cả số tiền quỹ cũng từ Vương bay đi rồi. Tôi đã nói với các anh rồi, tôi chỉ là nạn nhân. Nạn nhân của tình bạn, nạn nhân của những kẻ tham lam. Trong clip, Vương có biểu hiện co giật trước khi bị xiết cổ. Tối hôm ấy, các anh đã sử dụng loại ma túy gì? Các anh, tôi không liên quan gì đến ma túy cả. Thằng này sạch, các anh đừng có dung. Nếu muốn buộc tội thằng bé thì phải có bằng chứng. Bây giờ con tôi cần phải chăm sóc y tế. Tạm thời hôm nay dừng ở đây. Cảm ơn anh đã hợp tác. Chào anh. Chào anh. Vậy là sếp đã sớm đoán được tình hình à? Anh uống trà đi. Trà sếp tuyển mua đấy, thơm lắm. Ôi, đang kể chuyện mà trà nước cái gì? Ơ kìa, nói đi cái thằng này. Cũng không hẳn là thế. Vấn đề là sếp tuyển đã xác định rõ đấy là đôi giày của thằng Long. Lần nữa, chân phải bị vấp. Có vết chảy xước bên mũi giày phải. Trùng hợp thế nhỉ? Có thể đôi giày này là của đối tượng Long. Sếp khen anh đi đúng hướng. Mím. Cười cái gì? Đang nói chuyện nghiêm túc. Phượng khả năng cao là hung thủ. Ừ. Nhưng có điều thằng Long không thể tránh được liên đới. Yêu cầu toàn bộ anh em trinh sát giám sát chặt chẽ đối tượng Long 24/24. Tuyệt đối không được rời mắt. Kể ra cậu Tuấn cũng khá đấy. Sự năng động của cậu ấy
coi như đẩy vụ án tới đích. Em thì có cảm giác là anh không tin tưởng anh Tuấn cho lắm. Thì cũng phải rà soát mọi khả năng chứ, như đôi giày này chẳng hạn. Công nhận sếp giỏi thật đấy nhờ. Thay vì đuổi theo cô ta thì phản đoán ngay được đích đến.